Dự báo thời tiết ngày 22 tháng 2, Bắc Bộ nhiều mây, Nam Bộ nắng từ sáng sớm. Miền Bắc nhiều mây vào sáng sớm, hửng nắng vào buổi trưa, chiều. Trời ấm áp, dễ chịu trước khi đón đợt không khí lạnh kèm mưa vào ngày 26 tháng 2. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Hôm nay ngày 22 tháng 2, miền Bắc có nhiều mây, riêng vùng núi và vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Về trưa trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 21 đến 24 độ C. Miền Trung có mưa, mưa rào rải rác, tuy nhiên lượng mưa không đáng kể. Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, trái lại có nắng từ sáng sớm nên nhiệt cao nhất từ 29 đến 34 độ C. Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 18, cao nhất từ 21 đến 24. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Riêng vùng núi có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24, có nơi trên 24. Còn tại Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, phía Nam có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời rét. Còn tại Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3. Tại Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Còn tại Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24, cao nhất từ 31 đến 34. Còn tại thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.